mỡ 11%, không có bự con, sao mày nhỏ vậy? Thiếu dạy ký cơ nghe. Anh nghĩ sao về hội thánh Đức Chúa Trời anh Duy? Công an đang hốt kìa em, phát hiện ra cái gì ma túy nữa ghê lắm. Nó im ru rồi, thôi mình nẻ nó trước đi anh. Mình không được bạn, mình nẻ nó trước là mình phi, mình gọi là mình phạm pháp. À nó thấy anh mặc áo màu đỏ, à nó bị đuôi gì đúng không? Nó thấy anh mặc áo màu đỏ cái nó tưởng anh con bò màu đỏ hả? Ôi cái thằng bị đuôi. Hôm nay anh định nói về vấn đề gì? Ai đưa cái gì anh đẩy cái đó thôi. Anh không từng chủ đề. Livestream chủ yếu ngồi nói chơi cho nó vui nhưng mà giao lưu bạn bè thôi chứ đâu phải chủ đề gì ghê gớm đâu. Thấy nghe bài nhạc của anh tình cảm không? Đó. Bạn Charlie là theo trường phái Đức Chúa Trời hả? Bạn nói những điều cõi trên quá, nghe không hiểu gì hết. À, thằng Charlie bú cần nó nơi bậy rồi, người ta kêu là hút cần chứ không có kêu là bú cần nghe. Bú người ta kêu là bú vú, bú sữa chứ ai kêu bú cần nghe. Chào Duy, ăn tục nói phét bậy rồi, mình ăn là ăn đồ mắc tiền không à bạn. Hồi nhỏ nghèo đất nước còn khổ thì ăn đồ rẻ tiền thì nó có tục chút đỉnh nha. Còn bây giờ là sau đại hội 6 các bạn à, chắc từ từ bạn. À, sau đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, tổ chức năm 1986 là đổi mới kinh tế. Lúc đó là đất nước mình mở cửa giao thương là chủ yếu ngoại giao lại với một số nước lớn đó. Từ đó là nền kinh tế Việt Nam mà nó có bước chuyển mình, nó phát triển rồi. Bây giờ người dân Việt Nam được cơm no, cơm no áo ấm đúng không, được học hành. Bây giờ người ta ăn sạch sẽ, ăn đồ đẳng cấp lúc bạn trong đó có Duy. Nó không còn cái chữ mặn tục nha. Rồi, khẳng định với bạn là vậy. Chắc bạn không có tìm hiểu gì về cái hiện trạng đất nước hiện tại rồi nên bạn có một số thông tin nó hơi bị sai lầm. Còn nói phét thì bạn cũng coi lại, bạn khẳng định với bạn không nói phét. Tại vì bây giờ mình nói phét người ta biết là mình mắc cỡ lắm đúng không bạn. Mình là thuộc dạng là người nổi tiếng ở trên mạng xã hội cũng như mình nổi tiếng ở trong địa phương đúng không, phường này quận này nhiều người biết Duy, thậm chí đất nước là nhiều người biết Duy lắm. Mà Duy nói một cái gì đó mà nó mang tính chất mà nó không đúng mà nó phét phét đó thì sao, để bít cửa làm ăn nha bạn. Nói chung là Duy bị bệnh đẹp trai chứ không bị bệnh khùng bạn ơi. Phải chừa đường để cho mình làm ăn chứ đâu mà ai nói chuyện bậy bạ hạ thấp uy tín của mình rồi mốt mình sao mình làm ăn mình giao dịch với người ta đúng không. Nếu là bạn có lấy dao bạn chặt tay luôn không, chắc chắn là không rồi. Hiểu chưa? Hiểu, nghe nhạc tiếp nha. Về miền Tây anh ngán nhất là giao thông nha, chứ còn ngán cái gì nữa. Khi nào mà giao cao tốc mấy cái vùng miền đất nước là nó xong hết là anh cứ cấm những thành phố lớn lớn cái ráng thôi. Mà chắc cao tốc phát triển cũng lâu, cố gắng. Duy Nguyễn không gửi tiền về quê cho ba má cất nhà lầu. Ba má ở chung nhà lầu với Duy Nguyễn ở Sài Gòn rồi, ba má đâu có ở nhà lầu dưới quê đâu mà cất nhà lầu. Nói với anh vậy đúng không? Người Việt Nam mình đó là có truyền thống gia đình đúng không, mẹ đâu con đó và ngược lại. Tại sao bây giờ Duy Nguyễn thành danh mà Duy Nguyễn bỏ mẹ Duy Nguyễn ở dưới quê? Đâu có được bạn, không được, không được nha. Người già quan trọng nhất tình cảm, mà mình cũng chỉ có một mẹ để nuôi thôi đó, nên Duy đâu mẹ đó ha. Còn nói chung là cái nhà của Duy ở dưới quê đó, cái biệt phủ của Duy dưới quê đó, nó trở thành gọi là di tích cấp gia tộc rồi. Thầy ơi, muốn tăng chiều cao thì phải làm sao? Ráng tập gym ăn uống nhiều nhiều đi con. Anh chụp ảnh cái hình kiểu tối tối nó làm dạ dễ lắm em. Em mua cái máy ảnh Canon 1DX Mark 2, giá thị trường giờ khoảng chừng 140 triệu. Với cái ống lens L tùy cái tiêu cự nhiêu nha.
cái ống len L nó đi từ 20 cho tới 40 triệu, cho là 30 đi, là 170 triệu, mua thêm bộ đèn 30 triệu đó là khoảng 200 triệu, 200 triệu rồi em chụp, em xếp đèn rồi em chụp xong em đẩy cái khẩu về chừng 16, 17 là trời đó tối thui vậy. Rồi mình đánh đèn vô mẫu thì mẫu nó sáng, bạch rau nó tối nha em. Rồi xong rồi đem lên Photoshop, crop hình lại rồi căn chỉnh, mình gọi là căn chỉnh contrast cái này nọ, rồi mình lên màu, xong mình xuất khẩu lên Facebook. Đó. Quá trình làm hình của anh nó là như vậy. Hoan hô Duy Nguyễn về chữ hiếu. Cảm ơn chị, em nói chuyện em chém gió, anh tròn tụi nó chơi thôi mà. Ai... Dắt lê đừng có phân biệt dùng miền. À, phân biệt dùng miền gì nữa. Ba, giờ ba miền như một rồi mấy em. Đừng phân biệt dùng miền nữa, nghe không có được. Anh, cái bài Giọt Nhớ Xa Quê anh hát không phải em, nhạc sĩ hát nha. Anh Duy đại gia quá, mafia rồi, bậy mẹ ơi. Nói ẩu không, thiếu tiền chết mẹ luôn với đại gia gì. Anh mua 1DX2, à 1DX2 anh mua 1 năm rồi. Anh mua 1 năm rồi. Ráng chờ vì lỡ yêu đệ tử của Duy. À thằng Đỗ Nam á hả? Chị siêu tình thằng Đỗ Nam luôn rồi đó hả? Anh Duy không cắt tóc đi, chờ em chỉ khoảng 4 triệu. Anh lấy vợ về làm dâu hả anh? Chứ không lẽ lấy vợ về làm mỏi em? Trước tiên cần cài tiền đó anh, đúng rồi, chính xác. Chính xác đây. Tiền là không thể thiếu, ráng đi. Em nể mẹ anh Duy lúc anh Duy kể mẹ anh vì anh phải ở đợi kiếm tiền nuôi anh đi học rất nể. Mày dùng cái từ nhẹ nhẹ anh chút được không mày? Cái từ ở đợi là tao nói để cho nó tăng thêm cảm xúc thôi, đúng không? Còn mày dùng cái từ đi làm cho người ta được không? Mày xài cái từ nghe nhọt mày. Việt Nam thành viên thứ 7 gia nhập ASEAN, anh cũng chả nhớ bao nhiêu nữa em. Nói chung là Việt Nam mình căng thẳng với ASEAN cũng lâu năm lắm đó. Mới vô năm 9 mấy cái gì đó. À, mới tập dùng sản phẩm gì của BBT dùng cũng được hết em, BM đi nghe. Mấy hũ đen sao anh là gì vậy? Tăng cân tăng cơ em. Đó. Anh Duy ở Đồng Tháp, em thấy giao thông cũng ổn mà. Giao thông thì không có nổi tệ, nhưng mà em hiểu không? Cái đường quốc lộ 1 đó, cái đường quốc lộ 1 đi về miền Tây á, chỗ bự, chỗ nhỏ, đi qua mấy cái cầu thời chế độ cũ ngày xưa đó, Mỹ Diệm nó quy hoạch, nó nghĩ cho nó không à. Nó không nghĩ cho Việt Nam mình á, là 20 năm sau phát triển như thế nào, em hiểu không? Nó làm cái cầu nhỏ xíu à. Đó. Rồi sau này á, nhà nước mình có tiền mở rộng quốc lộ 1A, nhưng mà chưa có tiền mở rộng cái cầu. Đó. Nên ngay chỗ vị trí mấy cây cầu nó sẽ bị thắt nút cổ chai. Một chiếc container nó bò qua đó không là một đoàn xe đứng ngó. Nghe em. Rồi thêm cái nữa đó. Là cái chuyện mà BOT cây lạy á. Lâu lâu nó ra nó biểu tình chả biết giờ nào mà đỡ cả. Đó. Mà mỗi lần mấy bố biểu tình một cái, mấy bố có đầu tư lắm mấy bạn. Nó chịu kẹt xe luôn. Ừ, nó qua được cái đầu bên đây xong nó vòng lại nó biểu tình đầu bên kia. Một ngày nó chạy mười mấy vòng vậy đó. Anh là người vô tội thôi em. Anh đứng trong cái đống kẹt xe đó, anh không nhúc nhích gì được hết đó. Nên anh chưa dám đầu tư về miền Tây. Giao thông nó đi khó. Còn ở chỗ Đồng Tháp của em, ở trong thị xã thì đương nhiên nó bình thường. Nó không như Sài Gòn thôi. Nhưng mà cái đường từ Sài Gòn đi về Đồng Tháp là cả một cái vấn đề nan giải. Nó như vậy đó em. Chưa kể mấy người tài xế xe đường dài nó chạy, nó cắn hút cần nữa. Nó chạy ghê bỏ mẹ. Nói chung là còn nhiều vấn đề lắm em. Từ từ để cho đất nước mình phát triển, ý thức người dân nó cao hơn, chỉ phần mình có thêm tiền mà đầu tư cơ sở hạ tầng thì nó sẽ khá lên thôi. Ổn nha An Nguyễn. Mua máy bay gì đi anh? Thứ nhất mua máy bay gì không có chỗ đậu em. Khổ lắm, mua máy bay trực thăng mới được. Nhưng mà em hiểu không, miền Tây là một cùng dân dùng đất mà nó cũng đau buồn do chiến tranh. Ngày xưa á, dân miền Tây mỗi lần nhìn thấy máy bay á, tưởng nó máy bay của Mỹ không à, dị ứng mấy bạn. Bây giờ mình đang ngồi máy bay trực thăng mình về dưới, người ta tưởng nó mình Mỹ nữa, thấy mẹ. Không được,
nó cũng hơi nhạy cảm, nó hơi gọi là tế nhị một chút. Cái số 2 là quan trọng hơn, là không có tiền để mua máy bay. Hớt tóc đi anh, chuyển anh 4 triệu đi em. Em cởi áo ra là bọn tài xế chạy mất dép bà anh Duy ơi. Không có đâu anh, tụi nó biểu tình, tụi nó có đầu tư chứ không phải đơn giản là nó biểu tình đâu anh. Cái vụ đó em biết, nhưng mà thôi kệ, nó xã hội này nó có nhiều cái em quản nó có được. Ai làm gì đó làm thôi. Em định mua mấy món đấm đá về tập có giảm cân không anh? Không em. Hồi trước có thấy anh hay đeo mắt kính. À, thích thì đeo thêm. Sao Facebook anh không like được nữa? Facebook nó lóc em. Sài Gòn về Đồng Tháp đường thoáng lắm anh. Thoáng cái con khỉ chứ thoáng. Đi về được tới cầu Mỹ Thuận là kể như thế ơi. Cực hình đó ba. Đừng có dụ anh nha. Anh ơi sao anh tập vai trái cao vai phải thì giờ bỏ vai trái tập vai phải em. Chi nhánh bên quận 12 khi nào xong để em qua tập anh Duy, thì mày đi ngang mà thấy chừng nào nó xong là nó xong thôi. Trên đường Lê Văn Khương đó em. Có đường tắt anh ơi, đường tắt nữa hả? Anh sợ mấy cái đường tắt lắm em. Đi hồi lọ ruộng như dưới luôn hả? Đường quốc lộ 1 đi còn chết lên chết xuống, mày chỉ tới đường tắt lạc ai chịu mày? Hả? Sao anh không tham gia cuộc thi bật tay đi anh? Nói chung anh đập trai chứ anh không có bị điên nha. Tự nhiên cái tay đang ngồi ký không lành, tham gia cuộc thi bật tay một cái về nó sủi tay, ký không được, ra ngân hàng ai cho rút tiền. Anh Duy để kiểu tóc nào cũng dễ thương, cảm ơn em. Vậy là về Lai Dung Lấp Giò rồi ba, cầu Mỹ Thuận muôn thở, tràm chim hồng ngự bao chạy nhé. Gì vậy, dụ gì? Nhiều lúc gặp anh ở ngoài đường định chạy lại bắt tay nhưng mà xin lỗi. Ủa mày gặp tao ngoài đường luôn hả? Em chỉ là thằng giao hàng không thể bắt tay giám đốc, đừng có nghĩ như vậy em. Mày mà thằng giao hàng mày chơi đàng hoàng là không có gì phải ngại hết nghe. Body đi anh ơi, thôi khuya rồi, bây giờ con gái người ta không có mặc đồ, người ta nằm người ta ở nhà người ta ngủ không được, ta coi livestream của anh mày kêu khoe body chả khác nào mà cám treo mà heo nhịn đói không có được em. Tùy lúc thì nói tập gym buổi trưa 12 giờ chả sao, bây giờ tối nó hơi nhạy cảm. Clip giáo án giả mở lên mạng sạch Di Nguyễn Kim Phổ em, mặt bác nhìn dâm vãi, trai dâm gái mới yêu em. Anh Duy bao giờ có ghim phổ tầng 7 đang làm nhé, đang làm nghe. Anh nói chuyện bên anh có co gainer không? Bên anh không có co gainer chứ co gainer thị trường đâu ra. Chào anh Duy, idol của em livestream rồi ngủ sớm anh nhé, đỡ tốn tiền ăn khuya. Thì nói đùa chứ đi đi, chúc anh Duy xíu ngủ ngon. À ok, chúc em ngủ ngon. Nhân viên BBT em nào ngực cũng đẹp, bộ phận nào nó cũng đẹp hết chứ đâu có tư riêng cái ngực không. Cho coi body cái anh đâu có chùa dữ vậy em. Ừ ngủ đi Nghĩa béo nha, mới giờ ngủ ở quê hả mày. Cái THOL quận 6 lâu lâu anh có qua không? Không, lâu lâu là chừng nửa nửa năm thì có qua nha, còn mà lâu lâu thì chừng tháng 2 tháng thì không có qua. Không có ba sọc nào để đam nhỉ? Có mà nó chưa có ló đầu lộ diện thôi. Có thằng hồi nãy đang để cái lá cờ đảng đó, đó thấy không, dắt lê đó, ba sọc rưỡi. Em yêu đảng yêu bác, mày yêu đảng yêu bác mà chữ bác mày không viết qua, mày yêu chó quá mày, đàng hoàng đi em. Mình nói mình yêu đảng yêu bác á, thì chữ bác phải viết hoa cho anh nhé. Gì khóc hoa
8 tỷ thay đổi kiểu tóc, ha ha, giúp tổ, không phải giúp tổ. Mày có 8 tỷ ra đây thì mày kêu tao thay đổi kiểu tóc. Còn mày không có 8 tỷ thì mày nói cho nó vui thôi. Chắc chắn không bao giờ thành được sự thật ngang. Chế độ hay thể chế nào cũng được, chủ yếu là người lãnh đạo thôi. Anh Duy này tu hả, không mở cửa đảo hả? Nhưng mà anh chửi mới đã, thằng nào tao thương tao mới chửi mày ơi. Chứ mấy thằng sầm lông phù du trong cầu mong chân của anh chửi nó làm cái gì vậy? Việc lót hôm nay nó 303 tỷ rồi kìa Duy, thế ghê vậy. Em muốn dùng loại mát nào mà không ngấy nhiều? À mát mà không ngấy là mát sồi infusion nó không ngấy đó em. Anh ơi, em nghe nói bác Hồ là người Trung Quốc có thật không? Bây giờ em ơi, cái câu mà bác Hồ là người Trung Quốc là mấy cái lời xuyên tạc của cái bọn phản động lưu vong mới nghe. Đó. Chứ nếu mà bác Hồ là người Trung Quốc thật thì thôi, đầu hàng Trung Quốc mẹ nó cho rồi, chứ quýnh chi cho mệt vậy em. Đúng không? Quýnh chi cho khổ vậy, đầu hàng Trung Quốc bà nó cho rồi. Cái thời kỳ mà bác Hồ cái gì xóa mù chữ ở Việt Nam thì thôi dạy luôn tiếng Trung cho nó lẹ. Làm chi cho nó phức tạp, đau, mệt quá em. Thế giới mình còn chế độ cộng sản nhiều không anh? Chế độ cộng sản trên thế giới hả? Còn khoảng chừng 2 tỷ người á. Có cỡ đó. Cho em xem mẫu được không ạ? Em lên mạng em search giùm anh Nutrex Muscle Infusion có không á, thì em BM của anh. Chứ giờ đang like sao coi mẫu. Khuya rồi còn xiên chuyện bán hàng tám bán hàng nhỉ? Tiền mày có chơi nhiều không? Đúng không? Tiền mày có chơi nhiều không? Nếu mày nói mày chơi nhiều mày đưa tao xài cho. Còn nếu mày nói mày không chơi nhiều thì câm cái mỏ chó mày lại, nãy giờ mày trôn tao mấy câu rồi nha. Đúng không? Chửi vậy được không mấy em? Triều Tiên có thực sự từ bỏ hạt nhân không Duy? Ngu gì tự. Từ thằng Mỹ nó qua nó làm gỗi tao rồi tao khóc lóc tao van xin nè. Hàng nóng phải giữ đó. Đúng không mấy bạn? Nếu mấy bạn á là Triều Tiên, mấy bạn có từ bỏ hạt nhân không? Trong khi tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết mình mới có được hạt nhân đó. Tóc anh để bao lâu mà dài được? Để chừng 5-2 năm. Nghe anh chửi vui thiệt. Chửi thì like tim và share đi cho nó ngàn view em. Chào Tuấn. Anh biết vụ Việt Nam thua kiện tòa án quốc tế. Tòa án quốc tế còn khỉ gì tòa án của Mỹ. Thua. Thua kiện tòa án của Mỹ chứ tòa án quốc tế gì đúng không? Mỹ kiện thua đó. Mấy công ty sản xuất thuốc từ sâu nó ngồi nó hối lộ hết rồi. Việt Nam mình chớm có lại đâu. Không phát triển không có nghĩa là từ bỏ. Sao không thấy Mỹ can thiệp vào vụ Hàn Quốc Triều Tiên anh nhỉ? Sao biết nó không can thiệp em? Tối là tổng thống Hàn Quốc phải chat Uber với Donald Trump tới khuya mới được ngủ đó em. Sao em biết không liên không tác động? À chữ đảng cũng phải viết hoa thôi em. Cảm ơn em mà nãy anh sửa lưng nó chữ bác thôi, anh quên sửa lưng nó chữ đảng nha. Anh sửa lưng nó một bên nó vẹo xương rồi, em sửa lưng nó hai bên chắc nó gãy xương luôn quá. Em ác còn hơn anh nữa.